Xin chào các bạn đã quay trở lại với Cá Bang Channel. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu top 32 của giải đấu online được tổ chức bởi Fanpage Utopia lần thứ 2. Đây là giải đấu sự Bali tháng 10 và update các pool đến set Cyber Strike. Các bạn hãy click vào link mình dẫn phía dưới phần mô tả video để theo dõi nhiều hơn thông tin về giải đấu. Hai bài thủ có mặt trong video ngày hôm nay là bạn Trương Gia Tuấn, nên là Z tờ Trương, và bạn Huỳnh Lê Tấn Thành, nên là Thanh Kinh 001. Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Đá và kéo. Vậy là bạn Tuấn sẽ đi trước. Đây là match của bộ bài Slam Great và Phantom Knights. Bên phía Slam Great thì sẽ có Desai, Spinny, Buffalo, Nibiru và Ro. Còn bên phía bạn Thành có Togai, Toscale, 2 card starter cực tốt, một Rayfox và Rami, có thể search được giày. Ba con này để opening thì thực sự là tốt đấy, nhưng mà rất tiếc là bạn đi sau. Và đi sau thì bạn có hai Ash Blossom. Semi Fame, Main Fame, Normal Buffalo. Buffalo sẽ biến thành Belling và xếp trên. Belling sẽ search trước là dĩ nhiên rồi. Và bây giờ thì mình rút hai. Rút lên chỉ kiếm luôn. Wow. Design. Mình sẽ check ở đây. Có hai Power Exit, hai Rivalry, một Order, một Ash Blossom, một Foxy, chỉ tay này, Circle và Infinite. Well, Ash Blossom và trên chỉ kiếm lại luôn. Rút 2, không mạnh lắm nhỉ? Rút 4 rồi mà không mạnh lắm nhỉ? Như này chỉ có một thêm một cái Belling nữa và set color trap thôi. Nhìn chung là thấy deck Salaman chơi, Salaman Great chơi mà setup kiểu như thế này là kiểu gì cũng sẽ có counter trap hoặc là trap bắn. Ít nhất thì sẽ là trap bắn, rồi không thì sẽ là counter trap. Thường là counter trap nên họ mới ra một cái setup bảo kê một con hàng trên như thế này. Tôi là một trời lại còn tua gai ad khác nữa, mệt ghê. Hand này thì đúng là phải chơi bài Tone Scale và Silent Boost rồi, không thể chơi bằng tua gai, tại vì chơi bằng tua gai thì kiểu gì cũng sẽ ăn counter trap. Mình nghĩ là bạn Thành trong tình huống này cũng sẽ đoán được là đối phương có counter trap để chờ mình normal ra. Normal Tone Scale nhảy Silent Boost. Ok. Linh 2 á. Nếu là mình thì mình sẽ lên Brick Shot xong rồi lên rớt thì nó hợp lý hơn. Tại vì mình đang muốn bết cái hàng dưới mà. Nếu như có vấn đề gì mình vẫn còn giày Banit đi để search và Tone Scale bay lên mà. Đây là mình đã phân tích ở trong vị trí của bạn Thành thôi nhé. Chứ còn chúng ta đều biết là bạn Tuấn có đến 3 con chap. Chơi bên đi. Cho Rezone luôn, Graph, Seer. À thực ra con này chả cốt nên là cho Rezone thì... Ừ nhưng mà mình nghĩ là nên strike con này. Tại vì nếu như không strike thì bây giờ hai con này nó là đầu đấm này các bạn này. Con này được tăng công nhá, con này được tăng 1.000 công đấy. Xem một level 3 monster từ deck xuống mộ, chọn Burning Abyss trên sân. Tăng công thủ tương đương với công thủ của cái con quái được send xuống là con này công năng 1.500. Con này công năng 1.600, là hai con này đấm chết được cái Belling rồi. Như thế là counter trap của bạn Tuấn sẽ bị phế. Đúng mà, đúng ra phải strike con này sợ để đứng ở trên bàn nhỉ. Mình đảm bảo với các bạn mình ấn một phát tiếp theo là kiểu gì hai con này cũng lao đầu vào con Berlin này. Hứa luôn. Trời ơi lệch đi đâu được. Thế là mất trắng con counter trap rồi. Ok. Thế bây giờ thì rút không phải rusty mà là cái gì đấy? Topolic Chispina. Con này lâu lắm thì mình mới nhìn thấy đấy các bạn ạ. Lần gần nhất mình chơi con này là chơi Orcus. Seer nhảy. Ok. Gọi cho Bini lên và Chispina sẽ dùng effect bắn nít tất cả. Infinite và Chispina. Ok thôi bây giờ tôi lại tiếp tục link hai con này ra Rusty Brick thì cũng đến thế. Ôi trời ơi. Mình thấy bạn Tuấn có một cái do dự, có một cái chút cái do dự gì đấy khi mà dùng counter trap ấy các bạn ạ. Rõ ràng là có Serum Strike nhá, rất khỏe. Có cả con này mà không dùng mà lại để tiết kiệm lại. Thế là kiểu gì thì bạn cũng có Nibiru thôi. Ok, sao Nibiru đi. Đủ số lần summon rồi mà.
để đối phương quay, đối phương lại block được Nibiru. Toàn scale bay lên. Ừ, bây giờ Nibiru xuống được rồi đấy. Xuống đi bạn ơi. Xuống đi. Nibiru đi. Ơ kìa. Đúng rồi. Thì nó summon con Griffs. Đúng rồi. Nibiru đi. Cho toàn scale bay ra ngoài. Trời ơi. Đợi cái gì nữa. Thực ra thì nếu như mình không biết deck list của bạn Thành như thế nào nhá. Nhưng mà phân tích lại trong cái tình huống vừa rồi. Đầu tiên là Rusty Brick summon Rezone thành công. Set con sếp Brigandine này lên thì nếu như là mình thì mình sẽ lên tham thíp Redoer trước. Mình không nhảy to scale vội mà mình sẽ lên tham thíp Redoer trước. Sau đó thì nếu như mà sau tiếp theo thì mình sẽ dùng effect của Silent Boots ban đi từ mộ, search kiếm và con to scale này sẽ được bay lên. Nếu như mà cái lúc đấy mà Nibiru có chain lại ấy, thì mình sẽ dùng effect của Redoer xếp con spell này lên top, xếp con Santori này lên top để đối phương không top deck được gì hay cả. Và mình vẫn có Fog Blade để thủ trong turn của mình. Như thế rõ ràng là hợp lý hơn đúng không các bạn? Như thế là hợp lý hơn mà. Mình không bàn đến hai con set này nhá, mình chỉ đang phân tích ở vị trí của bạn Thành thôi nhá. Nhưng mà cái này còn phải phụ thuộc vào việc là bạn Thành có chơi Redoer ở trong Extra Deck nữa không? Tại vì Extra Deck của bộ này có Chispina thì không nghĩ là rộng đến thế. Well, con skill bị ban. Ok. Rất kiếm. Ừ. Bây giờ thì không thể ra gun được. Top deck Spinny. Các bạn công nhận mình không? Như thế thì con Redoer vừa đối phương vừa không top deck được gì hay. Con Redoer vừa lấy được top deck của đối phương nữa. Mình đánh con chôn được mà, tại vì đối phương có hai chát làm sao mà các bạn có thể tự tin là các bạn combo được. Nó một spinny, ok. Một con spinny nữa bay lên hả? Đâu có được đâu. Nếu bạn có cho một Saran Great Monster khác với spinny thì con này được mới được bay lên mà. Lừa. Belling spinny, bây giờ spinny dùng effect. Cho thành group à, và biến thành một group khác cũng chả cần đấm trước cũng được. Kiếm Fog Blade, ok. NM2 khó, khá là khó, tại vì nếu mà tỉnh ra bây giờ thì như nào nhỉ? Sẽ dùng Stain Grip gọi con giầy từ trên tay xuống. Normal tour guide không dùng effect. Overlay hai con thành Break Shot. Xong rồi Break Shot bắn. Thì có hợp lý không? Giờ mới chơi Anaconda ấy hả? Sơn Strike, ok. Ông mất 2.000 tới 3.500. Con này ăn ăn counter chắc là cái chắc luôn. Lệch yêu được. Rồi dùng đi ông ơi. Nẫu quá. Ừ lấy cỡ Fog Blade. Rồi. Lại set end. Nó có cái gì cảm giác thấy sai sai các bạn ạ. Ui giời, còn dốc Exec Saga thì có cái hốp gì nữa. Bây giờ hit Leo đẩy con set kia là xong. Mà cũng chẳng cần đến Rách ra ga. Con Spinny ở trong mộ chưa dùng effect kìa. Ok. Được Alexander nữa. Phiền ghê. Chance Code Talker Alexander và Chance Code xếp trên. Negate. Không negate được. Vì ra có Calling. Ừ. M1. Ừ. Thế cái gì hết điểm à, tỉnh 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 bật lại luôn, nhanh trí bật Fog Blade chỉ vào Rusty luôn thì sẽ không bị OTK turn này. Đúng rồi, chuẩn rồi, các bạn thấy hợp lý không? Nếu như mà lật Fog Blade tự chỉ vào Rusty Blade thì Rusty Blade sẽ không thể bị attack,
thì là bạn sẽ thoát được OTK tên này. Còn nếu không thì đúng rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Trời ơi. Bạn thấy không? Kinh nghiệm chơi Phantom Knight đấy các bạn ạ. Nhận lại Counter Charge rồi, ok. Asseco à? Bắn hết cả hai con à? Còn gì chơi không các bạn? Còn gì chơi không? NM2, ok. Top deck. Top deck là chiếc kéo. Chiếc kéo có chơi được không? Mình nghĩ là không các bạn ạ. Ban nít này gọi này lên này. Nó một chiếc kéo xuống này. Hai con overlay. Tại vì mình không biết thông tin về extra deck của bạn Thành nên mình cũng không thể đoán được, không thể nghĩ được bài ấy. Đúng ra nếu như mà ngay từ đầu bạn ấy chơi bài exit các thứ như mình bảo từ đầu thì vấn đề đã khác rồi các bạn. Bây giờ mới break short. Đấm. Đúng rồi, không làm cái này từ nãy đi. Trời ơi. Làm gì đấy? Sao lại phải phải bắn? Negate thì sao? Nó cứ sai sai làm sao ấy các bạn ạ. Đúng ra là bạn ấy phải lên phải bạn phải làm cái này từ turn 2, từ turn 1 của bạn Thành rồi, tức là khi mà bạn Tuấn có 3 set thì bên phía bạn Thành phải tìm cách để bết hết đống set đấy rồi. Thế là suy ra cho cùng là bạn Thành bạn ấy lên chơi Winnie xong bạn ấy quay 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 xong đối phương để kệ đối phương không lật cháp, cuối cùng vẫn thua mấy con cháp đấy. Chúng ta sẽ game 2 nhé. Game 2 thì bạn Tuấn có sai drone Lockbird để counter Phantom Knight, ok. Có Spinny, Foxy, Zagzagga và Impermanence. Bên phía bạn Thành có Ultimate Wizard in terms of attack and defense, Prosperity. Ok. Asposum, Rocklops và Toscale. Cái deck Phantom Knight này mà nó break đến mức mà cần phải chơi con này ấy hả? Ok, thực ra thì nó là cát mà các bạn chơi cũng được, không vấn đề gì, nên là nó là lựa chọn các bạn thôi, nhưng mà mình không nghĩ là nó cần thiết đến mức đấy ấy. Tại vì không có con pot này các bạn vẫn có thể chơi bằng hai lá bài này mà đúng không? Combo video combo Phantom Knight thì mình làm rồi, nên là chắc chắn các bạn có thể opening với hai con này được. Tự dưng các bạn ban ít mất những cái gì? Link Spider, Chelbini đi và Asset Code Talker đi. Xong là các bạn ăn đớn lốc bớt. Nó lại kiểu tư tưởng nó gặp nhau đấy các bạn. Một ông thì nhát Prosperity vào deck Phantom Knight và một ông thì dùng đớn lốc bớt để counter Phantom Knight. Thế là hai con gặp nhau. Và thế là bây giờ bạn Thành sẽ không được sớt gì nữa. 10 điểm. Ok. Dikat, Sen Chap. Hai Cherubini trong deck này. Wow. Các bạn build deck rộng thật đấy. Graphosphere. Sở hình Rusty. Chomni kéo lên, Rusty dùng effect. Xen áo và set khiên áo để làm gì đâu? Áo để làm gì đâu? Không được search mà. Áo chỉ để gọi lên thôi. Taunt scale. Công 2 cành 9. Rồi, break sword tự bắn. Tự gọi lên. Bây giờ ăn Nibiru là vui lắm này. Bây giờ ăn Nibiru thì tuyệt vời lắm này các bạn này. Rõ ràng là có Tham Thíp Reader. Đúng ra là game 1 phải làm cái bài Tham Thíp như mình bảo thì có phải là đẩy được con Fusion top đấy không? Đúng không? Mà con Reader này vẫn sẽ đứng tồn tại ở trên bàn đến turn sau để đánh nhau và lên rớt được. Tại vì con Tham Thíp này có khả năng gắp chân của đối gắp top deck của đối phương làm material cho mình, nên khi các bạn dùng nó để lên rớt thì rớt vẫn sẽ có ít nhất là hai nguyên liệu và dùng được một lần effect. Đúng ra game 1 bạn ấy có những cái hướng chơi nó tối ưu hơn, nhưng mà bạn ấy lại không làm thế. Thôi không sao, lựa chọn các bạn thôi. Bây giờ thì trừ một hand nhé và Infinite Impermanence, ok. Counter Phantom Knight dễ lắm các bạn, chỉ cần một con Infinite là xong thôi, không cần phải hand trap gì cầu kỳ đâu các bạn. Mất 2000 rồi.
Bây giờ thì chỉ việc qua con reader của chân thôi và một ASP option. Mình nghĩ không phải vấn đề quá lớn lắm đối với bạn Tuấn. Gắp được frame buffalo à? Ừ, con này sẽ không được dùng effect bởi vì nó sẽ không được tính là dưới sân. Berlin. Berlin set field. Ok. Đẩy Berlin về à? Cũng được. Cắm field. Foxy. Lúc đầu họ nó muốn Foxy mà, thế tại sao phải làm như này? Tại sao phải làm như này? Tại sao phải đẩy sớm như vậy? Tại sao không phải là chờ đối phương lên một cái link nào to to rồi đẩy một thẻ? Họ đang tìm cách để qua con Riddler mà con Riddler công 2 cánh 4 mà có làm được gì mình đâu. Con Riddler còn không target nha các bạn nhé. Tại sao phải đẩy sớm như vậy? Mình có Xuân cơ mà. Ra một con Berlin khác. Spinny. Đủ đồ luôn. Vớ vẩn OTK các bạn. Tách ra ga. Sau thì Linh 2. Ui rồi OTK thật rồi. OTK là còn không dừng Xuân cơ. Quá buồn. Access code. Bắn 2 và đấm 2 lần. Hết điểm. Hết điểm rồi. Trời ơi. Ok, vậy là phần thắng đã thuộc về bạn Tuấn. Vừa chiến thắng hay không? Mình thực sự không hiểu về cái lối chơi của bạn Thành trong ván đấu vừa rồi. Thậm chí là bạn Thành còn không thèm dùng effect của Rack Lốp trong turn của bạn ấy cơ. Đúng ra là bạn ấy sẽ có thể thủ được trong turn này và sẽ là một set khỏe hơn nữa. Đúng không? Đúng không ạ? Tại vì không nhất thiết là con tham thiếp Riddler phải có chân là con Rack Lốp mà. Mộ của bạn có rất nhiều Phantom Knight. Breakshot tự bán chính mình, gọi lại hai Phantom Knight bất kỳ khác tên nhau là được. Để lại con Rack Lốp này, sau đó thì lên tham thiếp Riddler thì con Rack Lốp này sẽ dùng effect send thêm một cái kiếm nữa từ deck xuống mộ. Và turn đối phương bạn Thành sẽ có thêm một lần bắn nữa nhờ việc là cái kiếm đấy ban nít đi và gọi Breakshot dưới chân của Lucy Medic. Như thế là có phải là vừa có một đẩy này, có một bắn này và có một Ask Potion trên tay, đúng không? Tại sao lại không chơi như vậy nhỉ? Rất là khó hiểu và cũng xin chúc mừng cho chiến thắng của bạn Tuấn đã giúp bạn vào top 16. Và phải khá là tiếc bởi vì cái file update từ Utopia gửi cho mình thì decklist của bạn Tuấn hiển thị lỗi nên là mình sẽ chỉ show được với các bạn decklist của bạn Thành thôi. Decklist Phantom Knight với Ask Potion, hai con Burning Abyss, một con kéo. Để Alexander này, bạn ấy chơi cả Scram nữa, hai Clock, một Rack Lốp, ba giày, một Stain Grip và ba Tall Scale, tỷ lệ chuẩn, ba Tour Guide, một con át gốc, hai con át vẽ lại, bộ đôi tình bạn, chỉ tay, Droplet, chổi, Reborn, Prosperity, Red Eye Fusion, Rayforce Mizrami và các lá bài chát. Thực sự mình không hiểu tại sao deck này phải chơi Prosperity ấy. Có lẽ đây là cái quan điểm yêu đấy của các bạn thôi. Nhưng mà đối với mình thì bộ bài này rất là khó để mà có một hand không chơi được luôn ấy. Kiểu gì nó cũng sẽ có hand chơi được nhưng mà sẽ là kiểu combo nặng đô hay là combo thường, combo single combo thôi. Thì tùy hand chúng ta sẽ có những combo, có những feel tạo ra khác nhau. Nhưng mà đây này nó không bị break đến cái mức mà các bạn phải nhét cái con này vào đâu. Tại vì bộ bài này là một bộ bài dùng rất nhiều extra deck và lá bài nào trong extra deck cũng rất là quan trọng. Nếu như các bạn banít 3 con hoặc 6 con trong extra deck chỉ để các bạn check top deck và lấy một lá bài các bạn không biết là có cần hay không ấy thì mình nghĩ là nó không phù hợp với bộ bài Phantom Knight. Và còn chưa kể là con này khi mà các bạn đi sau ấy thì con này nó làm cho cái việc OTK của các bạn trở nên khó hơn vì tất cả những cái lượng đam mà đối phương nhận trong cái turn đấy nó sẽ bị chia đôi. Nên là về cá nhân mình thì mình không ủng hộ cái sự xuất hiện của lá bài này trong deck Phantom Knight. Extra deck chúng ta sẽ có Dragoon, có Akrealian để OTK, Levier, Rider Knight và hai Breakshot là chuẩn rồi. Có Riddler. Ủa, đây này không có rớt luôn hả?
Ừ, đây này mà không chơi rớt thì không thể chơi được cái combo, không thể chơi được cái bài như mình bảo ở game 1. Không chơi rớt tại vì bạn ấy chơi hai cherry mini. Đấy các bạn thấy chưa? Tự dưng lại phải nhét hai con cherry mini vào deck để làm gì không biết, trong khi rõ ràng đây có thể là một slot của con rớt, đúng không? Assassin's Creed, Apollosa, áp vé lại nhá. Link Spider, Anaconda, Rusty Brick và Spina. X này có hai con mà mình thấy thừa là con Spina và con Chobini này. Đây có thể là Unicorn, Nightmare Unicorn để chơi với cả bài Access Code Talker, hoặc cũng có thể là rớt. Dù sao thì cũng là lựa chọn build deck của từng bạn, nên là mình chắc là mình chỉ phân tích được theo ý của mình thôi. 3 Cycle Reader side deck để counter Drytron chân, 3 Lancia để counter Tam Thể, 3 Nibiru để counter deck combo, 2 Twin Sister để counter Schism, Golden Match và Red Reboot. Đó là deck list của bạn Thành. Đây sẽ là video cuối cùng của top 32 mình phát trong giải đấu lần này. Rất cảm ơn hội chơi Utopia đã cho phép mình phát lại replay của giải đấu trên kênh của mình. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nhớ để lại bình luận về ý kiến của các bạn trong match đấu ngày hôm nay để chia sẻ cho mình mọi người cũng biết nhé. Và nhớ like, share, subscribe, ủng hộ cho Cá Bao Nhiêu Channel. Lâu lâu quảng cáo tí thì mình vẫn đang bán sản phẩm Mega Team 521 cho các bạn có nhu cầu bóc tìm card reprint, các bạn hãy click vào đường link mình dẫn phía dưới để đặt mua sản phẩm. Và mình sẽ quay trở lại vào ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào với các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!